Em tên Nguyễn Thành Phát, năm nay em 23 tuổi ạ. Quê em ở Hậu Giang ạ. Công việc hiện tại của em là đang là nhân viên của một công ty Hàn Quốc. Và em có kinh doanh về mặt hàng online và nhân viên tài chính sale ạ. Ghê vậy, làm nhiều quá vậy, kinh doanh online là kinh doanh gì? Dạ em chuyên về giày dép của Adidas và Nike ạ. Chà, cũng là ông chủ nhỏ hả? Dạ, nhỏ nhỏ hả chị. Ghê ghê, vừa đi làm công, vừa làm chủ, vừa kinh doanh đủ thứ hết. Đó mới là những cái suy nghĩ tiến bộ của những bạn trẻ năng động ở thời buổi 4.0. Một tràng pháo tay. Rồi tới em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Tiên ạ. Em đang làm kinh doanh online tại nhà, năm nay em 22 tuổi. Buôn bán cái gì, có đụng hàng với anh này không? Dạ không, con đang buôn bán túi sách ạ. Hên quá, bên bán giày dép, bên bán túi sách, tưởng đâu dành mối với nhau là mệt rồi. Dạ. Kết hợp với nhau được. Dạ, con sống ở Kiên Giang đó con. Kiên Giang? Dạ. Ồ, vậy là cũng... Hậu Giang lên, Kiên Giang cũng giống giống được chữ Giang. Đừng có Giang ra nha. Dạ. Giang vô. Còn gì nữa? Dạ, con có đến chương trình với mẹ. Mẹ cũng có đăng ký luôn. Mẹ đăng ký luôn? Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con hay sao? Không, con đăng ký cho mẹ. Nhưng mà hôm nay con quay trước rồi. Con muốn là nữa mẹ quay sau. Con đăng ký cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ đăng ký cho con. Không, con đăng ký cho con và mẹ cùng thi luôn. À, đăng ký con với mẹ cùng kiếm bạn trai luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi hay quá. Mà bây giờ kiếm cho mẹ chưa có, con lên trước. Dạ. Hy vọng hôm nay cô gả con xong cô kiếm người cô. Dạ, mẹ con đó là hâm mộ của các tường. Vậy hả? Rồi, dạ. Một chút xíu nữa cô sẽ mời mẹ con vô. Dạ. Để cho mẹ con ngồi ngoài để mẹ con nhìn cả hai. Để cho có một cái nhìn tổng thể, một chút xíu mẹ con vô cho ý kiến mới chính xác. Dạ. Nha. Hay quá, con gái muốn kiếm chồng cho mẹ luôn. Trời ơi, bà Na Uy con tôi bà nghe chưa? Hồi đó giờ bà cản con đường tình yêu sự nghiệp của tôi, bà làm cho tôi ế bao nhiêu năm nay. Không cho mẹ đi lấy chồng, con nghe người ta chưa? Học hỏi. À, điểm mạnh điểm yếu của con là cái gì? Dạ điểm mạnh của con là con à, chết rồi, bên đây con rồi bên đây kêu chị xưng em rồi, giờ mình xưng sao đây? Giờ sao hai đứa tự thống nhất nè. Em xưng chị cho nó trẻ. Chị cho nó trẻ. Rồi. Dạ rồi. Dạ thì tính tình em rất là vui tính, với lại em dễ gần á, sống tích cực, rồi với lại hay yêu động vật nữa. Nhưng mà có điều hơi kiểu như là hơi nhõng nhẽo. Hơi nhõng nhẽo, với lại kiểu như là hay suy nghĩ một xíu á. Nên là mong là bạn trai sẽ là một người có tính chững chạc để quan tâm em nhiều hơn. Chiều em nhiều hơn phải không? Dạ. Rồi với lại em kiểu như là em hay nấu ăn á, với lại hay kiểu như là lùi á, lùi làm việc nhà á. Giờ đang sống với mẹ. Dạ đúng rồi. Cho nên mẹ làm hết trơn trọi. Không không, em vẫn tiếp mẹ nhưng mà kiểu như là không có tự giác lắm. Rồi mai mốt giả tỷ lên Sài Gòn đi, rồi ở với ảnh rồi ai dọn dẹp, ai nấu nướng. Không, nếu như mà bạn trai có đủ cảm giác an toàn thì em sẽ học hết. Em vẫn, tại vì em rất là thích nấu ăn. Em không có giỏi nấu ăn nhưng mà em vẫn học các món này món chết, kia chết, vậy. Cái miệng này bởi vậy trai nó chết. Vô ráng chịu đi nha cưng. Dạ. Ừ. Cái đó em làm được ạ. Ồ vậy hả, chứ phải nghe thấy mệt quá, thấy phiền quá hả? Em thì cũng là đi làm tự lập từ nhỏ, tại vì mẹ em sinh sống ở trên Sài Gòn, em thì ở quê, cho đó em học em tự lập. Thì khi em học hết cấp 2 dưới quê em chuyển đây học cấp 3 Sài Gòn, thì em cũng vừa làm em vừa học. Thì em biết nấu ăn, giúp đỡ người khác, nhiệt tình, vui vẻ, hài đồng. Nhược điểm của em thì là sợ chuột, rất là sợ chuột, con gì không sợ mà sợ chuột. Lý do sao sợ chuột? Tại vì em nhìn bộ lông nó với con chuột nó sao sao nên em nhìn em sợ, rất là sợ. Chuột tống mới ghê chứ, mấy con hamster, mấy chuột trắng trắng giờ đẹp mà. Sao cái đó em không dám gì. Không dám luôn. Dạ. Nhà ship em có nuôi một con á, mỗi lần em qua kia mua đồ cho ăn giùm, em mua xếp tới cửa thì có bạn khác cho ăn chứ em không dám cho ăn. Sao vậy, sợ nó cắn hả? Dạ sợ cắn, chứ nhìn bộ lông nó sao sao em không thích. Cho nên là nuôi con gì cũng được nhưng mà đặc biệt là đừng nuôi chuột. Em thì em cũng thích chuột nên em sợ chuột luôn. Thôi mình nuôi chó đi, hai đứa nuôi nhau cũng được nữa, bộ lông hai đứa đẹp hết á. Dạ. Vậy đi. Có một cái nữa là đi tập gym thì cho nó ốm nhưng mà mỗi lần tập thì cứ lên cân điều. Trời ơi, tập gym mà lên cân điều. Tập rồi. Mệt gì ăn nhiều chị? Mờ sao đen dữ vậy? Nước chan ngâm nhìn lâu mới đẹp chị. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình em rồi? Em trải qua hai mối tình. Lúc mà em còn đi làm á thì cách một mối tình cách đây khoảng 2 năm và một mối tình cách đây khoảng 1 năm. Hai người đều là ở Sài Gòn luôn. Thì yêu xa nên là cái khoảng cách nó làm cho bọn em á. Xa là ở đâu xa? Em ở Kiên Giang, còn bạn đó ở Sài Gòn. Hiện tại bây giờ đang ở Kiên Giang luôn. Dạ đúng rồi. Ủa con em hiện tại giờ ở đâu? Hiện tại em đang ở Sài Gòn ạ. Chết rồi, vậy yêu xa nữa rồi.
quê gần nhau thôi, nhưng mà hiện giờ là ảnh làm việc trên Sài Gòn rồi sao? Nếu như mà ảnh chịu FaceTime với em nhiều hơn, hay hoặc là xuống mỗi tháng thăm em, cứ tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì quan tâm em thì em ấy. Còn tại vì mấy bạn trước thì kiểu như là công việc quá nhiều nên là không có thời gian dành cho em á. Chà, thí dụ như một tháng em thăm được mấy lần? Dạ một tháng nếu như tranh thủ được một lần chị, tại vì em đi làm chị nghỉ ngày chủ nhật. Nếu như mà bạn trai không xuống được á, tháng đó thì em có thể lên Sài Gòn được không? Dạ được ạ. Lo cho người ta được không? Được chị, có em lo lắng. Rồi, nhưng mà rồi giả tỷ như mà thí dụ như đường dài đi, thí dụ mà lấy nhau đi thì em lên Sài Gòn ở được không? Dạ được ạ, em ở Sài Gòn cũng được ạ. Sài Gòn buôn bán còn ngon dạ. hơn nữa đó. Quay lại cái vụ mà tình yêu á. Dạ. Thì nguyên nhân sao vậy? Xa là chia tay thôi đó hả? Là thiếu sự quan tâm? Dạ không, với lại thêm nữa là cái bạn đó bạn hay ghen á. Rồi cái bạn mỗi lần em đi đâu cái là phải điện mà không được á nha, là sẽ nhắn tin nói những câu mà khiến em rất là buồn. Dạ. Nên là em quyết định chấm dứt. Còn em tình trường sao? Dạ em thì trải qua hai mối tình, một mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Thì năm đó là em 18 tuổi thì em có quen một bạn, thì hai đứa quen nhau nói chung là thiệt tình này nọ, nhưng mà kinh tế chưa vững vàng á, nên gia đình bạn đó là yêu cầu bạn đó về đi có chồng nước ngoài để hỗ trợ kinh phí gia đình. Rồi chia tay. Dạ đúng rồi, chia tay. Rồi cái đơn phương. Dạ đơn phương là em năm học 12, trong vòng 2 năm mà. 2 năm? Dạ. Em có nói ra không? Đang là 11 thì bạn đó nghỉ học, thì sau đó em cũng nghỉ theo. Sao vậy? Tại vì em chung tình đó chị, tại vì em đi học là từ bạn đó, hai đứa học chung lớp luôn để cho nó sau này tiện việc đi lại. Thì bạn đó nghỉ xong qua năm thứ hai thì bạn đó học lại thì em vẫn học chung với bạn đó. Thì sau này thì có một lần em cũng tỏ tình mà bạn đó là cũng vì lo gia đình, tại vì bạn đó là con cả cho nên phụ giúp mẹ và em, cho nên là bạn đó không tiến xa hơn được. Nghe cũng éo le quá ha. Đơn phương không mà 2 năm trời. Trời ơi, ta đi học mình đi học, ta nghỉ mình nghỉ. Được, cặp này hợp đó. Một người cần che chở nhõng nhẽo, một người thì có vẻ hợp lý đó. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là một người con trai kiểu như là biết yêu gia đình á, kiểu như chung thủy. Với lại em thấy bạn nam đó là chung tình 2 năm, nhưng mà thời gian quen bạn gái có đối xử tốt tất cả các người con gái luôn không, hay là chỉ là đối xử đặc biệt với bạn gái của mình không? Rất là nhiệt tình này nọ, nhưng mà không đi quá giới hạn thôi. Bạn bè quan tâm giúp đỡ lẫn nhau này nọ cho gọi là tốt bụng nhiệt tình. Yeah. Còn đối với bạn gái? Thì bạn gái mình phải chung tình với chị đâu, lăng nhăng được quen thì vẫn quen, kết bạn giao lưu bình thường thôi. Về ngoại hình, em muốn người bạn trai như thế nào? Em thích con trai mũm mĩm. Mũm mĩm? Em thích con trai có bụng. Có bụng? Không cần phải là đẹp trai quá, nhưng là miễn có nhìn gương mặt có hậu á. Với lại em thích con trai có nắm đồng tiền thì càng tốt. Trời ơi, hay quá. Gì nữa? Dạ, em chỉ thích nhiều đó thôi. Đen chút được không? Đen thì đừng đen quá rồi. Đen quá? Đen mà tiêu chuẩn đủ hết á. Có cái hơi đen. Đen thì sau này giờ em xức kem cho bạn. Không được, kem da này da đen rồi, coi như là đen truyền thống rồi. Đen quá hả? Mà duyên, đồng duyên tiền, mỉm. Dạ được ạ. Chủ yếu là chân thành với là dạ. cưng chiều em. Dạ, với lại cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng nên là rất có thiện cảm. Dạ. Tin vào cặp mắt của chị đi. Dạ. Được. Tôi gả luôn. Lẹ lẹ còn gả mẹ nữa nè. Rồi bên đây, mẫu người lý tưởng của em sao? Dạ, em thì thích mẫu người con gái là vừa truyền thống và hiện đại, mà đừng hiện đại quá, đừng có ăn bặn đồ thiếu trên hụt dưới. Thiếu xíu à? Cái đó về thì cải thiện từ từ được chị. Cải sao giờ mất miếng vải rồi thì cải gì nữa? Thì em lắp vô miếng khác. Rồi vậy gì nữa? Dạ thì biết quan tâm chăm sóc gia đình là được, tại vì em là con một. Ngoại hình? Em thì hơi mũm mĩm, tròn tròn đi xíu không sao ạ. Mập quá có được không anh? Được em ơi, cái gì mập vậy anh đăng ký tập gym hai người tập chung. 60kg được không anh? 60kg được em. Em dạ. cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m50. À, anh 1m74. Gì hả? Dạ. Giờ đi guốc cắt hai lên là hợp em ơi. Dạ. Nhìn kỹ đi, tôi đó là 57kg đó. Dạ. 1m6 đó, bên kia 1m50, 60kg đó, thấy được không? Dạ được chị. Ok thôi được, đâu có hình không cho chị coi hình của hai đứa coi nè. Ồ dễ thương quá. Kiếm đi, cổ ở trọng á. Đó. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. Nãy giờ diễn tả hết trơn rồi đó. Đâu, hãy cho chị biết theo em cảm nhận cô ấy là ai. Con này. Sao chọn cô đó? Dạ thì thấy mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm dễ thương. Dạ. Rồi cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Để lát coi mở cửa để tiên ra coi.
Ồ, sao chọn anh đó? Tại vì anh nói là anh da anh đen với anh hơi tròn thì em sẽ chọn. Với lại con trai tập gym nếu như mà tập không ốm thì nó sẽ phát ký lên. Hay là em chọn anh này. Mà chọn thích ảnh không? Cũng có cảm tình. Rồi, bây giờ để đó đi, kiểm tra cảm xúc. Cầm tấm hình lên so sánh nè. 1 2 Tên 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 Chào em. Dạ em chào anh. Hôm nay em buổi đầu tiên gặp mặt, anh có món bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có đồ tặng anh. Nhưng cảm ơn em. Cái đồ này nó hơi kiểu như em có hơi kỹ nên là về nhà anh không mở nó ra nha. Về nhà rồi. Mới mở. Tối anh đi ngủ anh mở được không? Dạ đấy. Là không cho chị Tường biết ý nghĩa chậm dạ ha. Dạ không. Dạ cái đó là em tặng thắt lưng cho ảnh đó chị. À. Nên là em mong muốn là ảnh mang theo mình đi làm á thì có thể mang cái thắt lưng đó đi khắp nơi và nhớ tới em. Ồ, có ý nghĩa lắm đó. Cái thắt lưng cũng có thể thắt cổ luôn đó. Móc vô kéo đi đó, hiểu không? Ghê lắm á, nhỏ chứ mà sâu sắc lắm. Nhưng mà nãy giờ hai đứa thấy mình chọn đúng không? Chắc em đúng đúng rồi. Bên đây cũng đúng luôn. Ngày xưa mập không? Không, em không mập vừa người á. Ngày xưa. Ngày xưa. Hồi xưa thì mũm mỉm thì thấy cưng, bây giờ thì em về em vỗ thêm vài ký. Mà sao giờ tự nhiên ốm được hay vậy? Tại vì em thất tình đó chị. Trời kiểu như là ngày xưa em 50 mấy ký nhưng mà thất tình ăn không nổi á. Rồi cái nó ốm. Thất tình cái vụ đó đó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, thất tình. Đen vậy đen quá không? Không, em cũng thấy bạn có duyên nên là cũng được ạ. Má lúng đồng tiền đàng hoàng, cười lên nè. Đó, má lúng đồng tiền. Hay lúng đồng tiền luôn hả chị? Bụng là có luôn nè. Có bụng tiêu luôn chuẩn à. Em luôn, thấy không? Dạ. Vừa ăn vừa tâm sự, chị đi ra ngoài tâm sự với mẹ nha. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy tuổi dần, con gái tuổi dần anh có sợ không? Không em, anh thì tuổi tí, tuổi tác thôi nhưng mà đâu có quan trọng về tính cách bên ngoài đâu em, mà giữ cái này nọ. Nãy chị Cát Tường giới thiệu là cá kèo ở đây rất ngon. Dạ em cảm ơn anh. Hiện giờ em đang ở dưới Kiên Giang luôn hả? Dạ đúng rồi. Mẹ em thì làm bên thuốc á, thuốc Bắc á anh. À công an. Anh thì kiểu như là bây giờ anh đi làm như đây không? Công việc của anh thì có thường khi là anh hay đi tỉnh. Dạ. Anh hay đi Trà Vinh dưới Tiền Giang đồ. À. Thì nếu như mà em cho anh một cơ hội để mà tìm hiểu quen biết nhau thì một tháng có thể anh về Kiên Giang một lần không? Dạ. Sao không, em nói Kiên Giang nhưng mà nó vẫn giáp ranh với Cần Thơ á. Em ở chỗ nào Kiên Giang? Em ở gần Dòng Ghiền anh. À, Dòng Ghiền bên anh lên thì gần, tại vì anh nói Hậu Giang nhưng mà anh cũng giáp Cần Thơ, là anh vừa xuống Nam Sông Hậu thôi, anh ở Nam Sông Hậu. Dạ. Nhà em mấy anh chị em? Em chỉ có một thôi. Anh cũng có một. Đúng rồi, hiện giờ là mẹ anh chia tay rồi và cũng độc thân giống như mẹ em, hai người làm xui dắt hợp á. Thì em có ngại làm dâu không? Em không ngại làm dâu nếu như mà mẹ chồng mà thật sự thương yêu em á. Mẹ anh thì rất là thương yêu trẻ em và những người xung quanh, cũng hay hướng về Phật á, cho nên mẹ anh thì rất là dễ thương này nọ, là rất thương con nít này nọ. Là mẹ anh đạo Phật không? Chủ yếu là không có theo đạo chiên luôn. Nhưng mà ngày rằm này nọ thì mẹ anh có đi chùa chiền này nọ. Vì hợp với mẹ em đó, tại vì mẹ em là hay đi hay làm từ thiện á. Với lại kiểu như là cũng đi chùa thường xuyên hay ăn chay rằm á. Vậy đó, kiểu như là em muốn là mẹ em á với mẹ anh á là ở chung một nhà, rồi tụi mình cùng chăm lo cho mẹ em với mẹ anh, có được không? Thì cái đó thì được, tại vì anh cũng là con một, hai người gì ở chung thì nọ thì tiện cho hai bên chăm sóc lẫn nhau thôi. Nói chung thì anh không có gia trưởng này nọ. Thì tại vì anh cũng rất là thương con nít, anh hay cưng con cháu, anh con của chị thì anh rất là cưng nó, anh coi giống như con của anh vậy đó. Thì nhiều khi nó thích những món quà anh điện lên này nọ thì anh mua về anh gửi về cho nó này nọ. Vô đây chị ơi. Nè, biết ai đây không? Đây là mẹ em á. Dạ con chào cô ạ. Rồi, ý là đang bàn một cái chuyện, nếu mà trường hợp hai đứa này mà nó lấy nhau đó thì nó sẽ sống ở đâu? Này con một, chị đây cũng ở với bé này phải không? Đúng. Đó, thì bây giờ ý chị là chị thấy làm sao? Theo như mình thì lúc nào thì mình cũng phải cho là bên nhà trai là ưu tiên. Dạ. Thì lúc nào là gái là cũng có theo chồng, hai đứa con nó sống đâu được, sống thoải mái thì cứ sống. Đó. Chứ không phải là nhất thiết là cô phải là con một, cô phải là bắt ghẻ để về lại nuôi mình. Đó, nghe chưa? Nước là chỉ ở trên chảy xuống thôi, mẹ nào cũng thương con cái hết trơn á. Đó, đừng có lo cho mẹ. Bây giờ đó, chị sẽ gả em đi, em sẽ về nhà chồng, chồng lo cho em. Còn mẹ để đó chị sẽ gả mẹ đi luôn, sẽ có chồng của mẹ lo cho mẹ. Hai người đều phải có bến bờ hạnh phúc hết, được không chị? Nhưng mà hôm nay chị đến chị tham gia chương trình, nãy giờ chị nghe hai đứa nói chuyện với nhau thì cảm xúc của chị như thế nào? Nói chung là mình rất là vui và cũng là hơi buồn.
Sao cũng vừa buồn mà buồn, nói chung là mừng quá thì buồn là vấn đề là thấy nghe nói bên đây là cũng con một, thì bên đây cũng con một rồi sợ sau này áp lực cho hai đứa nhỏ á. Sau này cô có ngại nếu như hai con tiến tới là cô có đồng ý lên đây ở chung hay không ạ? Cái chuyện ở chung á là cô không có ngại, nhưng mà đòi hỏi là còn mẹ con nữa hay thôi. Dạ, thì mẹ con thì rất là thương con, mẹ rất là hiểu và ấy này nọ, mẹ sẽ ấy. Cái quan trọng là hai đứa nhỏ là hạnh phúc, là mẹ là vui hết. Dạ. Mình có thêm một người bạn chị, biết đâu bạn già sau này. Nhưng mà trời yên tâm đi, bây giờ em hỏi chị nè, mẫu người bạn trai của chị sao để em kiếm cách em gả chị luôn nè, để chị không có phải lo nè. Con cũng muốn làm con được hạnh phúc rồi mẹ con cũng đúng được hạnh rồi. Phúc. Bây giờ là cho em hỏi một câu tế nhị là năm nay chị bao nhiêu tuổi? 44. 44. Quá trẻ. Rồi bây giờ chị cái mẫu người mà chị mong muốn là người đồng hành với mình là người như thế nào? Mình giờ là đang là đông y mà vừa chăm cứu vừa là thuốc nam từ thiện, cũng nhà là có cái tủ thuốc bắc nhỏ. Nếu mà tìm được một người là có thể là cùng ngành nghề ha, hoặc là có là công việc, là có thể là sau này ổn định, là để là hai người bạn già là nương tựa sống nhau thì cũng điều đó là tốt. Rồi. Nhưng mà cái tính cách cái người đó là phải thương người, chấp nhận là cho mình đi làm từ thiện. Hợp quá, bên đây mẹ cũng đi chùa, bên đây là mẹ làm đông y cũng từ thiện. Hợp một cái đó là năm nay mẹ cũng bằng tuổi của cô. Trời ơi, giống như là một cái sự trùng hợp gì đó. Chị tường nổi da gà luôn nè. Hai đứa cố gắng, nếu mà được thì giống như lời em nói vậy đó, cho thế như là hai bà mẹ kết bạn với nhau cũng rất là tốt. Rồi rủ nhau đi làm chung những cái từ thiện, nói chung nhiều cái ý tưởng lắm. Chị sẽ cố gắng, chị tìm kiếm ha, chị gả hai mẹ luôn. Mẹ em có nhu cầu không? Dạ nếu như được thì chị làm hai luôn à. Rồi, bây giờ thôi, hai đứa cứ cố gắng lo cái chuyện của mình cho xong đi nha. Dạ. Còn cái chuyện hai mẹ để đó chị Tường lo. Nói chung là hai con đến đây là cũng một cái duyên rồi, thì hai con hãy là cho nhau một cơ hội đi tìm hiểu, nếu mà thật sự là cái duyên đã đến thì sau này mình sẽ tiến xa hơn. Dạ. Cô thì cô rất mà quý mến con. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị nha. Không biết hai em như thế nào nhưng mà chị Tường thấy rất là vui. Thấy được cái sự xúc động của mẹ, mẹ cũng vui mừng ha. Và chị thấy giống như có một cái sự trùng hợp gì đó ở đây. Dạ. Thì hy vọng rằng là hai em sẽ có thể cùng chung một cái nhịp đập. Bây giờ chị cho tụi em chơi thêm một trò chơi nhỏ nhỏ nữa nha, thêm cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn nè. Rồi bóc lá bài đi, đọc lớn lên nè. Đọc lớn lên. Dạ là chơi trò chơi nhìn nhau trong vòng 30 giây, ai cười trước sẽ bị phạt. Ôm, hung và cổng. Rồi, 30 giây nhìn nhau. Bắt đầu. Nhìn thẳng nha, nhìn chằm chằm vô nhau nha. Thấy cái mặt có vẻ cười trước. Bạn nữ cười trước em à. Ai cười trước? Tự giác đi. Dạ em cười trước. Rồi, bây giờ muốn làm sao? Em là người phạt, em được quyền quyết định. Em muốn cái gì? Ôm bạn nữ một cái à. Em ôm bạn nữ một cái. Dạ. Mời em. Dạ. Đi đi hướng này, qua sau lưng, đứng, đứng bên đây. Từ từ nghe ôm cái đứng lên liền à. Thì tưởng bạn này xứng em, nếu về đi gốt đắt hai nữa là hai bạn rất là xứng luôn. Ôm cho nó lâu lâu chút tôi coi. Rồi, được chưa chị? Được, hợp lý. Có cảm xúc gì không? Dạ cái đó là cảm tình, giống như là một có một cái duyên rồi à. Giống như là trời sắp đặt trước á chị, rất là hợp với em. Rồi bên đây. Màu xanh hy vọng đồ. Nếu người yêu của bạn chẳng may thất bại trong công việc, phải nợ một số tiền lớn, bạn sẽ làm gì? Dạ thì em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn trong điều kiện có thể. Dù không có như thế nào em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ bạn. Giờ không giúp đỡ được vật chất thì em cũng giúp đỡ bên cạnh tinh thần. Thấy câu họ trả lời đó như thế nào? Dạ cái này thì rất là ok rồi chị. Chứ con trai phải giúp đỡ con gái là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi. Con gái mà bên cạnh con trai lúc con trai gặp khó khăn mới là cái quý. Dạ, đúng không? Thì biết sẻ chia và thông cảm cho nhau thì... Thôi tôi thấy duyên tới rồi đó. Bây giờ nhìn thẳng vào nhau 10 giây. Mỗi người nói cho nhau một câu cuối cùng. Câu gì mình cảm thấy nó chốt nhất, nó đắt nhất mà mình muốn nói nhất ngay giờ phút này. Hôm nay đến đây thì tham gia chương trình thì anh với em gặp nhau cũng là một cái duyên. Thì hai hoàn cảnh gia đình hai bên cũng giống nhau. Thì em hãy cho anh một cơ hội tìm hiểu em, và sau này chúng ta nếu ấy được thì tiến tới hôn nhân. Thì hôm nay em gặp anh á, thì tuy là không có giống cái mẫu người của em đang suy nghĩ, nhưng mà em gặp anh rất là cảm tình luôn, nên là em cũng mong là sẽ cho nhau cơ hội để nếu như mà có duyên phận tới nữa thì tụi mình sẽ có một cái happy ending. Ủa mà hết giờ rồi mà tôi tức quá, tôi phải hỏi một câu nữa nè. Ủa sao hồi nãy diễn tả mẫu người lý tưởng nó trúng bóc hết trơn, chỉ có cái chuyện đen thôi, bây giờ em nói không có trúng lắm là sao? Tại vì
em không có thích con trai đen lắm. À, là chỉ cái chuyện đen thôi đó hả? Sau này về đi tắm trắng em. Trời ơi, tắm trắng chắc cũng tốn kém lắm. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Hãy lắng nghe cảm xúc của mình. Có thể nhìn khỏi cần nhắm mắt được không nhỉ? Được luôn, muốn tôi chiều hết á. Mấy bạn trẻ tôi chiều hết. Được chưa? Dạ. Một, hai, ba. Họ như nhìn nhau để coi đừng bấm có đứa nào bấm trước vậy đó. Rồi mời hai đứa về bên đây. Dễ thương quá. Cặp này số 10 nè. Nắm tay nhau. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Trời lẹ quá, không xin phép rồi gì luôn. Không coi để ý coi mẹ ngoài kia có chịu hay không nữa. Dạ. Anh ơi, anh cầm tay trái giùm em được không? Tại vì cái bạn chơi vậy đó. Bằng tên. Cầm là đường che bằng tên giúp em là được. Ừ. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Mình xin tự giới thiệu. Tên Toàn. Tên đầy đủ họ tên là Phạm Bảo Toàn. Năm sinh 1988. Đến đây với cái chương trình là tại vì từ lúc tới giờ á, chẳng hiểu sao là cái duyên mình không đến hay sao á, là từ lúc tới giờ là chưa có thể qua một lần hôn nhân nào hết. Hiện tại là thôi, công việc làm đâu, công việc làm gì con? Dạ hiện tại ở thì em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ừ. Còn nơi mà quê của em nó sẽ ở Đồng Tháp. Quê Đồng Tháp? Dạ. Em lên Vũng Tàu lâu chưa, em làm công việc gì ở Vũng Tàu? Em lên công việc làm trên Vũng Tàu thì cũng nói chung là 5-6 năm hơn rồi. Thì công việc của em thì nó cũng kinh doanh tự do, là em mua bán, em lấy hàng của công ty, em đi giao cho các lỗ chợ. Ừ, mà giao hải sản gì đó hả? À, giao thịt gà. Thịt gà hả? Dạ. Thu nhập của mình ổn định không anh? Nói chung là cũng ổn định. Bao thu quần bao nhiêu một tháng anh? 15 triệu hơn. Ừ. À, rồi với lại có một cái đam mê là đi ra phòng gym mà tập gym á, thì cũng có học một khóa huấn luyện viên personal trainer. Nên là hiện tại bây giờ là cứ buổi sáng dạ đúng không? Buổi sáng thì đi giao gà, buổi chiều đi ra phòng tập, có bạn nào có nhu cầu thì dạy. Rồi xong em có ai có nhu cầu không rồi? Ai có nhu cầu mua gà, cái gì ức gà hả? Xong rồi cũng bán luôn phải không? Sở trường thì cũng có rất nhiều. Ví dụ như là đam mê thể thao thì nhất rồi. Ca hát rồi. Vậy thôi bây giờ em mời anh hát một đoạn ha, để cho thay đổi không khí này một xíu ha. Dạ, bài gì cũng được. Bài để nhớ lại. Bài gì cũng được ạ. Một hai câu, ba câu nè. Hát một cái điệp khúc của Khắc Việt đi. Dạ. Tự động nha. Dạ dạ. Mình tạm chia tay nhau nhé, để ta biết được có yêu nhau không. Mình cứ cho nhau hai lối đi, để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ về trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và yêu nhau hơn. Lại từ từ đâu. Bác thân. Dạ. Rồi, nói đó giờ là duyên chưa đến nhưng mà được mấy mối tình rồi em? Dạ. Em được mấy mối tình rồi? Lúc trước thì trải qua được một mối tình này. Lúc đó là năm 25-26 tuổi á. Thì nói chung là cũng yêu nhau lắm, thiết lắm. Nồng thấm lắm. Và đến cuối cùng là dẫn gia đình tới xem mắt thì nói chung là người lớn họ không chịu chấp nhận nhau. Là nhà lớn bên gia đình ai không chịu anh? À, gia đình bên nhà hướng bên kia, nhà gái. Vậy thì sao người ta không đồng ý á? À, lúc đó thì gia đình nó cũng chưa có điều kiện nhiều lắm. Thì nó là họ không chấp nhận. Là chơi nhà mình nghèo hả? À, đúng rồi. Thế rồi sao anh rồi đã tự tin là mình thế rồi thì lao được các bạn nữ chưa? Thì hiện tại bây giờ thì anh có thể làm những công việc. Thế 15 triệu này là thu nhập từ cái bỏ mối thịt gà của em hay là cả cái PT trong đó rồi? Chỉ làm bỏ mối thịt gà thôi. À, còn PT là làm mình đam mê thôi đúng không? Dạ. Vừa có tập rồi là có ai ra học, tranh thủ học thì mình tranh thủ mình dạy thôi. Dạ đúng rồi. Là kiếm thêm được đồng nào thì kiếm. Dạ. Rồi, bây giờ em mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào?
thì mẫu mã gái của em thì trên 1m65 trở lên là được. Trời ơi là được hả? Trời ơi ông 1m7. Tôi biết được lại 5-6 còn chưa chắc mới được cái này. Nét rồi. 60 trở lên cũng được. Em là cao 1m bao nhiêu? 1m7. Rồi, mẫu gái 1m5 được không? 1m50 trở lên được rồi. Mấy cuốc là cao rồi. Xong qua được. Nói chung là thoải mái. Không có gì hết. 1m5 đến 1m65 đi ha. Dạ. Bây giờ kiếm 1m5 cũng hơi khó. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ em kiếm 1m5 là hơi bị khó đấy. Rồi tiếp. Ngoại hình là sao? Tóc tai, mắt mũi miệng tay chân sao? Ba vòng như nào? Có yêu cầu đặc biệt không? Cũng có phải tập gym hoặc yoga gì không? Nếu mà có cái niềm đam mê chung thể thao thì càng tốt. Còn ngoài ra thì cứ khi mà tìm hiểu với nhau là thấy anh trung thủy nè, về là làm tốt một việc nhà, công việc nội trợ là ok rồi. Không đòi hỏi nhau. Tuổi tác thì sao em? Em 88 thì bạn nữ là cộng trừ mấy thì ok? Tuổi tác thì có khoảng ngang của anh đã loại là được rồi, không anh cũng không cần. Lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Lớn hơn 1-2 tuổi nha. Lớn hơn 1-2 tuổi thì cũng hơi ngại ngại tí, nhưng mà vẫn còn có sao. Tại vì thứ ra là chị nói thật là chị nhìn em cũng chững chạc ấy, chững chạc so với tuổi của em. Dạ. Nhưng mà nhiều cô gái có hơn em khoảng 2-3 tuổi là cô cũng trẻ hơn em nhiều á. Dạ. Ừ. Tại vì em thấy cái người của em nó cứng, cái gương mặt của em nó cứng hơn lúc hơn tuổi á. Ừ. Do em mất 4 năm để quên một người. Là cái cô này hả? Là cô 25 tuổi này hả mày? Chỉ một mối tình thôi. Ừ. 4 năm đó là làm cái gì mà quen được, quen bao lâu em quen bao lâu? Quen cũng đâu 3 năm. Quen 3 năm xong mất 3 năm để quên cô đó nữa. 4 năm. 4 năm để mất. Là chục năm, 7 năm, 7 năm. Tức là bây giờ mới quen rồi mới đi tham gia chương trình ấy đúng không? Dạ. Tại vì năm em 25 tuổi này em quen cô đó 3 năm là 28 tuổi đúng không? 28 rồi mất 4 năm nữa 32. Lúc đó lúc này em là 34. Thì lúc em quen em chia tay cô đấy là em bao nhiêu tuổi? Là 25 và 26. 26 tuổi, xong mất 4 năm nữa để quen cô ấy, năm 30 tuổi mới quên được cô đó. Dạ. Xong rồi từ năm 30 đến năm 30. Mất khá nhiều thời gian nên bây giờ là cảm giác là ngại yêu mà chỗ đó lên chương trình thì cảm thấy hợp. Ngại yêu hả? Dạ. Ngại yêu rồi lên đây kêu tôi thằng Mai là sao? Tại vì kẻ yêu là ở chỗ mất cái thời gian tìm hiểu khá dài. Bây giờ bao lâu? Rồi mà chưa chắc là đã được hay không nữa. Nhưng mà bây giờ bao lâu thì em cưới được? Trong vòng 1 năm là có thể cưới được rồi. Là mình có khoảng dư để lo chuyện cưới sinh cho anh rồi? Không, là có. Khoảng bao nhiêu, được bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi? Đó là cái ngại. Đâu gì đâu ngại hay ở đây là không có gì đâu ngại rồi, không có cho bạn gái biết đâu sợ. Đúng rồi, được nhiêu rồi? Khoảng trăm ngoài. Nhiêu? Trăm ngoài. Ở Vũng Tàu là em mua đất mua nhà gì chưa? Dạ em cũng thuê nhà ở chung với ông bố. Ông cố á? Ông bố ba em á. Ba em hả? Dạ. Còn ở quê thì sao? Còn quê thì mẹ em mới về nhà cắt nhà, sửa nhà rồi lại xong hết chưa? À tức là cả gia đình em là về ra Vũng Tàu làm xong rồi giờ mẹ em lại về quê cắt nhà hả? Hiện tại là nhà là bỏ mối thịt gà là làm chung với ba luôn hả? Hai ba con làm hả? Ba em thì làm cái đó cho công ty. Ba em làm kế toán cho công ty. Còn em thì chưa đó công ty với vậy. Nhưng mà tương lai này em ở Vũng Tàu hay em về Đồng Tháp hay em lên Sài Gòn? Thì tương lai thì nói chung một chỗ nào mình làm mình cảm thấy mình sống trong thực tế ổn thì bạn không quan trọng là gì quan trọng. Ok. Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Ghét sự giả dối luôn, dùng hai từ giả dối luôn. Có cô nào có lừa chưa mà ghét sự giả dối? Cô thứ nhất lừa đó. Lừa cái gì? Là kiểu nói yêu mình lặng sâu thấm thiết lắm và lúc cuộc đi vào cái buổi cũng là quên luôn, không có nhớ nhân viên gì tới luôn. Phụ nữ này bây giờ... đàn ông người ta chỉ nói thật với em luôn là sau khi chia tay là đàn ông là lưu luyến lâu hơn phụ nữ người ta chỉ 1-2 tháng thôi là người ta quên được rồi. Đúng rồi. Còn đàn ông là mất 3-4 năm cũng có. Một khi tùy đa số tùy người nhưng mà đa số là như thế, phụ nữ họ rất là dễ quên. Tại vì sao? Họ tìm những cái mối quan hệ mới, có nghĩa là ví dụ như mối quan hệ mới ở đây không phải là một người yêu mới mà họ tìm những cái thú vui mới thì họ quên đi.
chứ không phải là người ta quên em hoàn toàn, nhưng mà người ta cũng phải lo cho cuộc sống của người ta chứ. Vậy mà kêu người ta giả dối là sao? Người ta chia tay em rồi người ta mới quên em chứ, có phải là đang quen em mà người ta lừa dối em đâu. Tôi tưởng ông bị lừa tình, lừa gì, lừa tình. Ví dụ như giả dối mà đang quen em mà kiểu như là hết yêu em rồi, đi cắm sừng em rồi quen người khác rồi mà vẫn nói lời yêu em thì mới gọi là giả dối, chứ còn đây là cô ấy quen, chia tay em rồi đâu mà. Lúc chia tay là yêu em tự em chia tay, còn cái lúc mà đang quen em á là cổ đính hôn với người khác nhưng mà cổ không nói với em. À đó thì phải là cái câu này mới đúng, chứ còn nói là chia tay em xong rồi đi đó. Xong rồi cái lúc đó thì mấy cái trang mạng xã hội như là đi Facebook, Zalo rồi chưa có chưa có, giờ là Zing Mi kêu em lên đó đọc e-log của cổ đó, thì em đọc thì thấy tới cái chữ mà em đã đính hôn với người khác rồi, nên là coi như là trái tim nó tan nát. Tan nát có ngất xỉu tại chỗ không? Không, cố gắng đi về một chỗ khóc. À, có bạn là phát hiện cái là tim ngừng đập 5 phút luôn á. Có người vậy luôn mà, ngất xỉu tại chỗ luôn. Bất tỉnh nhân sự. Rồi. Về tìm một chỗ ngồi bình tĩnh lại thì mới khóc đúng không? Dạ. Không mấy ngày mới đông lắm, khóc 4 trời. Khóc 4 năm luôn hả? Khóc 4 năm trời luôn hả? Không, khóc 4 năm hả? Chỉ khóc trong cái lúc mà tuyệt vọng nhất hơn lúc đó thôi. 4 năm là để quên đó. 4 năm để quên, nhưng mà có lúc nào em hận cô đó không? Có, thời gian sau tỉnh ngộ hẳn lắm. Hận lắm. Và giờ cô đi lấy chồng rồi đúng không? Đúng rồi, một chồng hai con rồi. Ok. Một chồng chứ đâu phải đơn giản là chỉ có chê em nghèo không đâu. Có nhiều cái lý do khác nữa chứ. Mới khiến mình hận cái tự nhiên cái hận người ta. Rồi, ok, còn điều gì yêu cầu gì ở bạn gái nữa không? Mặt mũi, tóc tai thì sao? Có idol ai không hay như thế nào không? Có thích người yêu là giống ai không? Có cô nào nhất định không? Nếu mà nói là thích người yêu mình giống ai thì nó cao xa cao quá. Không phải, ý là có cái khuôn nó như thế, nó cao xa để có thể dễ tưởng tượng, dễ hình dung lắm. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn mưa thôi khỏi nhìn. Tại vì tới độ tuổi này không ví dụ như hiện đại hay truyền thống? Dạ. Hiện đại hay là truyền thống? À, hiện đại, máu của người hiện đại. Hiện đại. Rồi ví dụ như sân chỗ tùm lum được hết đúng không? Ví dụ như sao đến... Sao thôi sao nhiều quá má la. Nhớ nha, nhớ là đang nói còn nha. Sao nhiều má la. Trời ơi, mấy con này là lên sân khấu phải nói cho tôi đó. Rồi tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ được không? Hay nhuộm một màu? Hay là bảy sắc cầu vồng được không? Bảy sắc cầu vồng hơn quá. Nói chung là nhuộm vàng là được rồi.